Ngày 30 tháng 10 năm 1964, đội tàu 401 xuất phát từ Hải Phòng, chi viện cho quân khu 5 với 30 tấn vũ khí, 6 tấn chất nổ đã cập bến Lộ Diêu, thôn Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đội tàu 401 cập bến Lộ Diêu là tàu không số vận chuyển vũ khí đầu tiên cho quân khu 5 và là chuyến tàu không số duy nhất cập bến vùng biển Bình Định. Nào đấy rồi là bốc một số, rồi nó hết bớt rồi, bây giờ mới xin ý kiến cả mới chạy vô này bốc tiếp, bốc hết hàng rồi cho nó đẩy lên bờ luôn cái bánh lái hư. Không điều khiển được, thế nên là mới vô đây mới quỷ đó chứ. Tại bến Vũng Rô, Huyền Thoại, thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cũng đã có 3 chuyến tàu không số cập bến thành công. Ngày 16 tháng 2 năm 1965, tàu 143, chiếc tàu thứ tư cập bến Vũng Rô. Và cũng trong ngày này, sự kiện bi tráng đối với tàu 143 đã để lại trong lịch sử chiến tranh Việt Nam một dấu ấn không thể phai mờ. Ngụy trang của tàu 143 đó, thì như vậy là do cái chỗ là ngụy trang không khéo, tức là giữa tàu và núi nó trở thành hai khối, địch nó dùng hai cái AD6 ra nó phóng một quả rocket luôn, như vậy là rocket trúng vào tàu. Thời gian cuộc chiến đấu đó rất ác liệt, kéo dài đến 3-4 ngày sau. Đối diện với kẻ thù có ưu thế tuyệt đối cả về không quân và hải quân, chỉ có sự mưu trí và khôn khéo mới có thể giữ được bí mật con đường vận chuyển trên biển. Trong nhiều năm, gần 160.000 tấn hàng hóa vũ khí đã được chuyển giao an toàn và bí mật. Và quan trọng hơn cả là hàng trăm cán bộ đã theo con đường vận chuyển này bổ sung chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là con đường nối liền hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam. Đặc biệt là con đường đã nối liền tới những địa bàn chiến lược quan trọng, rất gian khó, nhưng cái đường Trường Sơn không với tới được. Đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường vận tải bí mật, bất ngờ, hiệu quả. Đây cũng là bài học quý giá của lực lượng Hải quân Việt Nam, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của đường Hồ Chí Minh trên biển, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc.